Trong 2 ngày vừa qua thì mưa lớn đã khiến nhiều địa phương ở miền Trung ngập lụt ở trên diện rộng, các vùng trũng thấp bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị ách tắc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Và hôm nay thời tiết các tỉnh thành như thế nào? Chúng ta cùng gặp gỡ với biên tập viên Lan Chi. Xin mời chị Lan Chi ạ. Vâng, xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Hôm nay thì mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên của miền Trung. Ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi thì đường phố như là biến thành biển nước vậy. Nhiều khu vực vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt do lũ dâng cao. Cuộc sống của người dân bởi vậy mà vô cùng là vất vả. Khả năng là tình hình ngập này sẽ còn tiếp diễn bởi vì dự báo là khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên sẽ tiếp tục có mưa rất lớn trong hôm nay và ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200mm, thậm chí có những nơi còn trên 250mm. Do mưa lớn nên là lũ trên các sông như là Thu Bồn, sông Vu Gia ở Quảng Nam hay là sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi sẽ dao động ở mức từ trên báo động 1 đến sấp xỉ là báo động 2. Lũ lên nhanh như vậy, bà con tuyệt đối là không đánh cá hay vớt củi ở trên sông. Ngoài ra thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý là không nên cố gắng di chuyển qua những khu vực ngầm tràn ngập nước như thế này hay là những khu vực bị ngập sâu, quý vị nhé. Vừa rồi là tình hình thời tiết của khu vực miền Trung, thế còn sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước. Thị xã Sapa dự báo hôm nay trời nắng nhưng vẫn rất rét, nhiệt độ cao nhất không quá 14 độ. Thành phố Hạ Long sáng trời lạnh, trưa chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ. Thành phố Hà Nội cũng lạnh vào buổi sáng, đến trưa chiều không khí ấm dần nhờ có nắng, 26 độ, trời hanh khô. Thành phố Đà Nẵng hôm nay trời mưa to cả ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 25 độ. Thành phố Hội An cũng nằm trong vùng mưa lớn của miền Trung, lũ trên sông Thu Bồn dâng cao có thể gây ngập. Thành phố Đà Lạt thời gian mưa chủ yếu về chiều tối, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa dông, đề phòng gió giật mạnh, ban ngày trời nắng, 34 độ. Thành phố Cà Mau chiều tối nay cũng mưa rào kèm dông, từ sáng đến chiều trời nắng mây đan xen, 32 độ.